về một câu chuyện, về một trò chơi có 64 ô vuông các chị, đúng không ạ? Đó chính là tại một cái vương quốc, tại một cái quốc gia nhỏ bé thuộc thời xa xưa, thuộc Ấn Độ ngày nay các chị. Còn thế kỷ thứ 6 á, thì có một người vô cùng thông minh tên là Sita các chị. Và vào lúc này á, khi mà đất nước được thái bình rồi, và nhà vua có và nhà vua bớt và nhà vua vương quốc này á, thì mới bắt đầu là cảm thấy hơi là nhàm chán các chị. Đó, và ông ta mới bắt đầu là kêu gọi toàn vương quốc rằng là ai là có thể tạo ra một cái trò chơi gì đó vừa thú vị vừa trí tuệ thì sẽ được trọng thưởng các chị. Và lúc này là Sita đã đến các chị và dâng lên nhà vua một trò chơi có 64 ô vuông các chị. Và ngày nay thì chúng ta thường gọi đó là cờ vua, đúng không ạ? Và sau khi một thời gian được hướng dẫn và chơi ấy, thì nhà vua cảm thấy trò chơi này rất hứng thú các chị. Bởi vì á, trong trò chơi này là có thể phát triển được cả tư duy, trí tuệ và cả chiến lược quản lý đất nước ở trong đó các chị. Hay không ạ? Rất hay đúng không ạ?